Xem em để nghe lệnh đánh bút chay nghe các anh em. Đầu tiên anh em lên xích lê hoặc là bút so, các anh em gõ từ John. Sau khi nó gõ một cái từ John nó ra một cái ứng dụng là anh em tải về cho mình một cái ứng dụng là Zoom Club Meeting doanh nghiệp nữa các bạn. Rồi các bạn cài đặt giùm cho mình. You lose. Rồi, rồi anh em sau khi anh em cài đặt xong, anh em mở Zoom ra, anh em đăng ký một cái tài khoản nha anh em. À, tất cả anh em chờ chút nữa. Quá nặng máy thì nó không hiện luôn ta. Anh em mở Zoom lên. Anh em đăng ký một cái tài khoản email, password, xác nhận password cũng như là Zalo, Facebook riêng nha tất cả anh em. Rồi, sau khi mở ra cái giao diện gì anh em vào setting. Setting anh em cài đặt thông tin của mình, cài chọn hình nền của mình vào. Này rất dễ. Rồi anh em bấm vào nút MIDI Zone Chat nè, anh em bấm vào nút Zone nha anh em. Nút Zone. Sau khi anh em muốn Zone, anh em vào nhóm Zalo group của mình, nhóm của chay mình tới giờ chay thường thường là 8 giờ tối đến 8 giờ tối anh em. Mình anh em vào phòng, mình sẽ gửi cho anh em một cái ID, anh em bắt cái ID phòng vào nha. 6 số. Dụ em đi dự này, mình ví dụ cho tất cả anh em điền số Zalo của mình, anh em bấm Zone tin là gọi anh em, gọi anh em tắt, gọi anh em trở ra anh em, anh em trở ra là nghe lệnh của chuyên gia đọc anh em. Đây thì bài sale luôn. Vậy video mình kết thúc nha tất cả các bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu thì các bạn cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ trả lời cho tất cả các bạn nha. Nếu mà nó các bạn join join rồi bấm join nào, nếu mà có password thì mình sẽ đưa cho tất cả các bạn password mà trên những nhóm mà đầu tư trên 500 đô nha tất cả các bạn. Này rất dễ, mọi thắc mắc không hiểu các bạn cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ trả lời cho bạn. Link đăng ký và link hướng dẫn đăng ký sàn của chain mình cũng để phần link mô tả luôn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn nhé.